lý do Tô trở thành con ngựa bất kham. Đảng Cộng sản đã dùng công an làm lá chắn để bảo vệ chế độ và họ được hưởng những đặc quyền, đặc lợi. Đặc quyền lớn nhất mà Đảng trao cho Bộ trưởng Bộ Công an là quyền bổ nhiệm và thuyên chuyển các giám đốc công an tỉnh. Ở các bộ khác, Bộ trưởng không có quyền bổ nhiệm giám đốc sở mà quyền này thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đó. Với đặc quyền này, giám đốc các sở công an các tỉnh không thuộc ekip lãnh đạo của tỉnh mà là tai mắt của Tô Lâm. Với 63 tỉnh thành, Tô Lâm có 63 tay chân để mà theo dõi chính quyền tỉnh thay cho Tô Lâm. Đây được xem là kho báu thông tin mà Tô Lâm có được. Những thông tin này chính là những thỏng lọng dùng để sai khiến các ủy viên Trung ương Đảng đang là lãnh đạo các tỉnh thành. Vì có quá nhiều đặc lợi nên Tô Lâm trở thành con ngựa bất kham. Ngoài Bộ Công an, trong tay ông Trọng còn có Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Trần Cẩm Tú đứng đầu. Ủy ban này là một cơ quan thuộc Trung ương Đảng, chuyên đi điều tra sai phạm của các quan chức từ Trung ương cho đến địa phương, sau đó lên danh sách để trình Bộ Chính trị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, ủy ban này không có nghiệp vụ tốt như bên công an, đồng thời không đủ nhân lực để phủ sóng khắp mọi ngóc ngách của các địa phương trên cả nước. Đó là lý do vì sao trong vụ Văn Thưởng, ông Trần Cẩm Tú bị Tô Lâm xỏ mũi dắt đi. Nguyên nhân là sai phạm của ông Thưởng từ khi còn làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi đã được ông Tô Lâm điều tra rất kỹ, có hồ sơ lưu lại chi tiết. Trong khi đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương không có hồ sơ, không rõ là do vô tình hay cố ý mà đã bỏ sót. Tô Lâm lâu nay vẫn xem Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ là hai đối thủ. Phạm Minh Chính vốn là đối thủ khó chơi đối với Tô Lâm từ khi ông Chính còn làm trong Bộ Công an. Giờ đây, ông Chính cũng là đối thủ của Tô Lâm khi cùng nhắm đến chiếc ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng khóa 14 sắp tới. Ông Vương Đình Huệ đã bị Tô Lâm xem là đối thủ vì ông Huệ cũng nhắm đến ghế Tổng Bí thư. Đặc biệt, ông Huệ lại được ông Trọng chọn mặc cười vàng. Rất có thể đến Đại hội 14, ông Trọng sẽ giới thiệu ông Vương Đình Huệ mà không giới thiệu Tô Lâm. Giờ đây các phe đang vất vả để mà kiểm soát con ngựa giở trứng Tô Lâm. Mục đích của ông Tô Lâm khi thuyên chuyển ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh là để đánh vào ổ của ông Phạm Minh Chính, bởi nhóm lợi ích Quảng Ninh chủ yếu là đàn em của ông Phạm Minh Chính do ông này gây dựng lên từ rất lâu. Tất nhiên những người này cũng chẳng ưa gì Đinh Văn Nơi, bởi họ hiểu Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh là để soi những sai phạm của họ. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2023, kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với 27 người giữ các chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu ra. Ông Đinh Văn Nơi lọt vào số người có số phiếu tín nhiệm thấp nhất trong 27 người trên. Ngoài ông Đinh Văn Nơi còn có ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và bà Bùi Thị Hương, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh có cùng 8 trên tổng số 61 phiếu tín nhiệm thấp. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đạt 61 trên 61%, tức là tỷ lệ 100% số phiếu tín nhiệm cao. Điều này cho thấy cả bộ máy chính quyền tỉnh Quảng Ninh không ai ưa Đinh Văn Nơi cả. Vì ông này là tay chân của Tô Lâm đến để soi xét họ. Ông Nơi chỉ là trường hợp điển hình, còn 62 giám đốc công an tỉnh khác hầu hết cũng là tay chân của Tô Lâm. Đây là đặc quyền mà Tô Lâm có được từ sự nuông chiều của Đảng Cộng sản, và tất nhiên Tô Lâm đã tận dụng nó tối đa. Ngoài đặc quyền như thế, Bộ Công an của Tô Lâm cũng được Trung ương Đảng duyệt chi ngân sách khổng lồ. Đến trên 100.000 tỷ đồng, gấp tới 16 lần ngân sách cho Bộ Y tế và gấp 15 lần ngân sách cho Bộ Giáo dục. Đây là lợi thế lớn mà Tô Lâm trên con đường giành ghế Tổng Bí thư. Khi Tô Lâm nắm trong tay phốt của 63 bí thư tỉnh ủy, cũng là 63 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thì dễ dàng đạt được số phiếu trong cuộc bầu chọn Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ 14 tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Lý do Tô Lâm trở thành con ngựa bất kham.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Ngồi ghế ma ám, vừa chống lưng, vừa hở sườn, Tô dễ bị chầu ông bà. Ván cờ chính trị rồi cũng sẽ ngã ngũ, không thể để chiếc ghế Chủ tịch nước Việt Nam chống chủ lâu được. Muộn nhất là đến hội nghị Trung ương lần thứ 9 sẽ phải chốt xong các vấn đề về nhân sự. Tuy nhiên, dù chưa tới hội nghị Trung ương 9, nhưng đã có thông tin rò rỉ cho biết ông Tô Lâm sẽ làm Chủ tịch nước, ông Phan Đình Trạc sẽ làm Bộ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Duy Ngọc sẽ sang làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và ông Lê Minh Chí sẽ là trưởng ban nội chính Trung ương. Nếu thông tin này là sự thật, thì có thể nói đây là một thất bại cho Tô Lâm, bởi Tô Lâm không những không đưa được đệ tử ruột lên làm Bộ trưởng Bộ Công an, mà ngược lại, một trong hai đệ tử này bị phe Bảo Hoàng tống ra khỏi Bộ Công an. Hiện nay, Bộ Công an, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc được xem là tay trái và tay phải của Tô Lâm. Nếu Nguyễn Duy Ngọc bị đẩy ra khỏi bộ, thì xem như Tô Lâm đã gãy một tay. Trần Đại Quang ngồi ghế Chủ tịch nước vừa chống lưng vừa hở sườn nên đã phải nhận cái kết quả cay đắng, đó là bị chết bất ngờ. Ngồi vào ghế Chủ tịch nước mà không nắm chắc được Bộ Công an, xem như ông Tô Lâm bị chống lưng. Ngoài ra, đôi cánh trợ giúp Tô Lâm bay cao, đồng thời cũng che chở cho hai bên sườn của Tô Lâm nó không bị hở, giờ đây đã không nắm được vị trí bộ trưởng, mà một đệ tử có bị điều đi thì chẳng khác nào Tô Lâm vừa bị chống lưng vừa bị hở sườn. Ghế Chủ tịch nước quyền lực yếu nhưng lại thường xuyên đón bão rất lớn. Lịch sử từ năm 2018 cho đến nay đã chứng minh điều đó. Ngồi vào ghế này nếu hậu thuẫn không vững, không đủ đồ chơi thì rất dễ gặp họa. Nay mọi đối thủ đều đang nhắm vào Tô Lâm. Không chỉ người dân mà ngay cả các đồng chí của ông đều đánh giá ông là con người rất nguy hiểm. Mà một khi đã biệt liệt vào hàng nguy hiểm thì những bất trắc có thể đến với ông bất cứ lúc nào. Bởi không thể nào lường hết được những thủ đoạn của các nhóm chính trị khác nhau trong đảng. Trần Đại Quang cũng từng ngồi vào ghế Chủ tịch nước trong tình thế chống lưng và hở sườn. Lúc đó ông Quang không đưa được đệ tử ruột lên ghế bộ trưởng. Đã vậy em trai ông là Trần Quốc Tỏ đã bị đẩy ra khỏi Bộ Công an về làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, và cái kết của Trần Đại Quang thì mọi người đều đã rõ. Lần này khi đã chốt kèo Bộ Chính trị, Tô Lâm cũng lâm vào tình cảnh gần giống với Trần Đại Quang trước đây. Tuy nhiên hậu thuẫn của Tô Lâm vẫn tốt hơn Trần Đại Quang, bởi vẫn còn Lương Tam Quang và cả phe nhóm Hưng Yên trong Bộ Công an. Không rõ sau khi Phan Đình Trạc đã yên vị ở ghế Bộ trưởng thì ông có đẩy được Lương Tam Quang ra khỏi Bộ Công an hay không. Nếu ông Trạc thành công thâu tóm được Bộ Công an, thì xem như Tô Lâm rơi vào cảnh cá nằm trên thớt. Khi đó, Tô Lâm rất dễ trở thành Trần Đại Quang thứ hai. Nếu kịch bản diễn ra đúng như thông tin rò rỉ, thì số phận của Tô Lâm sẽ rất mong manh. Cuộc chiến cung đình vẫn còn đang rất khốc liệt và chưa thật sự đi đến cao trào. Tất nhiên, Tô Lâm với sức mạnh của vũ lực và nguồn tin mật trong tay, ông đủ khôn ngoan và tỉnh táo để bản thân không rơi vào thế bí. Tuy nhiên, một khi bị dồn vào đường cùng thì rất có thể Tô Lâm làm liều. Ông cũng có bài học từ Trần Đại Quang để giữ cho bản thân cẩn trọng để không dẫm lại vết xe đổ của ông Quang. Sức khỏe của ông Trọng hiện nay đang là một dấu hỏi to tướng, không chỉ dư luận trong nước thắc mắc mà báo chí quốc tế cũng đặt nghi vấn về điều này. Thông tin rò rỉ cho biết, ông Trọng thường xuyên phải vào bệnh viện 108 để mà kiểm tra máu. Nếu ông không thể kéo dài tuổi thọ đến hết nhiệm kỳ mà ra đi trước đại hội 14, thì có thể sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến giữa các phe trong đảng. Tất nhiên là lúc đó không thể thiếu Tô Lâm. Và cũng đương nhiên người dân không có cửa trong cuộc chiến của các đại quan đầu triều. Lại nói về Phan Đình Trạc, nếu ông ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, thì đấy là lợi thế cho ông và nhóm Nghệ An của ông. Tuy nhiên, để loại bỏ những nhân sự chủ chốt mà Tô Lâm đã gây dựng suốt 8 năm qua tại Bộ Công an cũng không phải là điều dễ dàng gì. Vì vậy, rất khó để tạo ra thế chống toác
lưng đối với Tô Lâm. Phim hay vẫn còn dài, chúng ta hãy cùng chờ xem đến phút chót để biết kết cục sẽ ra sao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Ngồi ghế ma ám vừa chống lưng vừa hở sườn, Tô dễ bị chầu ông bà. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.